Ở cái bài này chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng gọi là dispension effect. Hiệu ứng nó như sau. Chúng ta có những cái lan tỏa của cái những cái thành phần. Ở đây chúng ta sẽ có một cái này, ví dụ cái này cũng như thế. Rồi, cái này cũng theo một cách tương tự như thế. Nhưng tôi sẽ áp dụng lên một hình ảnh của một người phụ nữ. Đó là cô gái này. Đầu tiên tôi kéo hình vào Photoshop. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ để chúng ta set up text. Photoshop sẽ tự nhận ra cái đối tượng để tách ra khỏi khỏi nền. Ở đây chúng ta sẽ cần phải tinh chỉnh hơn và sẽ thấy được rằng những cái chỗ mà tóc chúng ta cần phải có công cụ để chúng ta tách ra. Ở đây cũng có tóc. Các bạn lít phía bên trong tóc và chúng ta kéo ra bên ngoài ha. Chúng ta lít để lấy mẫu. Chúng ta có những cái sợi tóc này. Chúng ta đánh vào những cái mảng mà nó lem nhem giữa tóc và nền. Ta không sử dụng công cụ này vào bên trong. Ở đây chúng ta thấy nó rõ ràng, nó là nó tách hẳn ra, thành ra chúng ta có thể là điều chỉnh nó được. Trừ nó ra. Trước một chút xíu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giữ lại cái tóc này nha. Tôi vuốt từ trong tôi vuốt ra và tôi giữ nguyên cái nhánh chuột để nó có thể nhận thấy được cái mẫu này. Đây ta xóa bên trong đây. Phía này chúng ta còn một số chỗ
Bây giờ chúng ta sẽ mặc nạ đó, chúng ta sẽ cho nó ra một layer mới với lại cái mặt nạ. Rồi tôi đã có được cái cô gái đã ra phía bên ngoài như thế này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái mảng trắng, select color màu trắng. Tôi sẽ làm thêm một cái phần nữa, giữ phím comment trên máy móc và control trên Windows, chúng ta click vào đây để có phần chọn. Rồi chúng ta sẽ nhân bản cái này lên. Ở đây chúng ta sẽ tách thành một cái layer pixel luôn. Rồi như vậy thì chúng ta đã có được cái hai cái layer. Ở cái layer phía dưới này nè, tôi sẽ tiến hành một số cái động tác thô bạo. Đó là tôi sẽ cho nó nhòe đi. Trước mắt là tôi sẽ giữ cái khuôn mặt này. Rồi sau đó tôi sẽ OK. Như vậy thì ở phía dưới là như thế này, phía trên là như thế này, phía dưới như thế này. Tôi sẽ đặt cái layer đen ở phía dưới. Nhấn giữ Alt+Tab, chúng ta click vào đây. Chúng ta có layer đen. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo ra cái brush để chúng ta tạo rớt thành cánh bướm nha. Chúng ta mở ra new, rồi chúng ta sẽ tạo ra 272 cái nền trắng. Rồi chúng ta sẽ dùng cái brush này. Chúng ta cho nó là, rồi ở chế độ là symmetry vertical. Bây giờ tôi vẽ cánh bướm. Tôi sẽ cho màu đen đây. Rồi này gọi là bướm phượng. Rồi chúng ta có thể là xuống đây. Bây giờ tôi lấy cái màu trắng, tôi xóa chỗ này đi. Rồi tôi sẽ đổ màu đen vào đây, công cụ đổ màu, và chúng ta sẽ có cánh bướm màu đen. Cái bướm này chút xíu nó sẽ là cái phần mà nó đánh vào cái lan tỏa trong cái gương mặt. Rồi như vậy tôi sẽ tắt cái chế độ symmetry và chúng ta đã có được một cái cánh bướm ở đây. Đó, như thế.
rồi đổi nó thành đổi nó thành cái cọ. Quay trở lại ở cái giảm cái cọ này lại, hai màu trắng đen. Ở chỗ này tôi sử dụng màu đen, chúng ta có thể là tăng cái độ nhiễu loạn của nó lên, và chúng ta tăng cái space nó. Chúng ta cũng có thể tăng cái kích thước của nó, có cái lớn có cái nhỏ. Angle của nó có thể là tùm lum. Rồi tôi chọn cái mặt nạ và nhớ trừ con mắt ra. Rồi sau đó ở cái phía dưới này thì tôi chọn cái màu trắng. Bạn thấy là cái phần mà chúng ta kéo ra hồi nãy là để dành cho cái nền cho con bướm. Trở ngược cho đây để chúng ta có thể làm thêm một số cái ở trong này. Lưu ý là cái phía dưới thì chúng ta sẽ chọn cái nền cái cọ trắng, trên chúng ta sẽ chọn cọ đen. Rồi, như đây, đây là hiệu ứng Distension Space.